Vâng, sáng nay tại nhà máy phong điện Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ cháy một tua bin điện gió. Và đáng nói vào thời điểm năm 2009, khi mà dự án điện gió này được đầu tư xây dựng, thì giá của mỗi tua bin khoảng 70 tỷ đồng. Cụ thể lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 1, ngay khi phát hiện vụ cháy, nhà máy đã tiến hành cắt kết nối từ tua bin vào hệ thống để không gây ảnh hưởng đến những tua bin còn lại. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên thì vị trí xảy ra cháy cách mặt đất khoảng 90 mét, nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy không thể đưa nước lên để dập lửa. Khoảng 8 giờ 30 phút thì tua bin này đã bị cháy rụi hoàn toàn. Được biết thì mỗi cột điện gió cao từ 90 đến 95 mét, công suất 1,5 MW một cột. Tổng trọng lượng của tua bin là 89,4 tấn, cột tháp là 165 tấn. Và nhà máy phong điện Bình Thạnh được đưa vào vận hành từ năm 2009.